Kênh Giải trí Tổng hợp xin thân mến chào bà con nông dân. Hôm nay có dịp về đây là ấp mấy chú, thưa chú? Ấp 2 xã Cẩm Sơn ha. Chú thứ mấy chú? Chú ba, Đông. Chú ba Đông. Chú ba Đông đây là mình ấp mấy chú? Này ấp 2 xã Cẩm Sơn. À. Này, cái diện tích đất thì ấp 2 xã Cẩm Sơn. Dạ, ấp 2 xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy. Tỉnh Tiền Giang. Báo bà con dân, đặc biệt là những bà con nào mà trồng sầu riêng thì hôm nay kênh lên đây sẵn đi giao lưu rồi tác nghiệp với tham khảo chú ba lại số thông tin về trồng cái sầu riêng. Thì báo bà con thì trồng sầu riêng thì những cái người mà trồng chuyên nghiệp thì chắc ít nhiều thì bà con cũng có nắm được quy trình kỹ thuật. Nhưng mà sẵn đây có những bà con nào mà chưa có kinh nghiệm hoặc là có thể mình giao lưu chú ba để mình tích lũy thêm, nhưng mình tiếp thu có trồng lọc nha bà con dân. Ở đây sầu riêng mình trồng được bao nhiêu năm rồi chú ba? Đây là 8 năm rồi. 8 năm. Cái gốc này hoành là cả bao nhiêu chú ba? Một mét à, cái hoành là mà hoành gốc một mét. Sầu riêng này mà loại là sầu riêng gì chú? Mõn thon ha. Loại loại này là trồng bao năm bao lâu mới có trái chú? Ví dụ mình kỹ đàng hoàng mình phải cho nó 5 năm à, 5 năm là cho trái. 5 năm cho trái. Giờ khoảng cách trồng là cây cách cây bao nhiêu chú? Mỗi một mét cách cây là khoảng 7 mét. 7 mét. Này là con thấy sơ lược là chú hình như trồng sỉ tiền phải không? 7 mét sỉ tiền. Còn riêng mặt ao thì mình lên bao nhiêu tùy mình hả chú? Tùy mình chứ. Dạ. Chân dụ mình tránh mình chỉ tiền cho những cây nó hơi thưa ra đặng. Dạ. Nó mất cây cũng như ao mình 2 mét thì nó phủ ra vàng cây rồi nè. Dạ. Chứ lúc trước mình trồng mình thấy nó thưa thớt lắm. Nhưng mà cái quy trình giãn cách cây là chuẩn nhất là nó là khoảng mấy mét chú? 7 mét. 7 mét là vừa ha. Tại trước con vi cái đô kia cũng người dân kia cũng nói là 7 mét. Sau khi trồng là bao lâu nó mới ra bông vậy chú? Như thí dụ như những cái bông này nè. Ví dụ như ấy mình trồng thì ăn thôi mình xử lý 5 năm rồi, ví dụ mình xử lý khoảng 3 tháng thì nó bông như vậy là nó đang xả nhụy là này khoảng tháng mình xử lý 3 tháng rồi. Dạ. Cái này là chú đã thu hoạch được bao nhiêu năm rồi chú? Cái này tôi thu hoạch năm nay nó năm thứ 3. À, năm thứ 3. Cái trong quá trình trồng thì sầu riêng mình chăm sóc cực không chú? Nói chung là cầu riêng thì nó không có cực không, chủ yếu là ví dụ tới đợt mình chăm sóc lá non thì thôi chứ dạ. Không dạng cực cũng được không. Dạ. Ngoài chăm sóc cái sầu riêng ở dưới gốc thường mình bón phân gì chú? Bón phân hữu cơ, với lâu lâu mình bón có phân hóa học không? Hóa học ít thôi. Dạ. Ít thôi. Thường phân hữu cơ là phân gì chú? Hữu cơ như hữu cơ là phân dơi hoặc là phân nó bán ngoài chợ hữu cơ này. Dạ, đó. Phân nó chiên cho cây sầu riêng ha. Chiên cho cây sầu dạ. Riêng. Ờ đó là bón phân đó ha. Mình phân dơi. Dạ. Những cái người hộ người ta rảnh thì người ta mua cá người ta ủ thì ủ phân cá dạ phân cá là chất lượng hơn ha. Khỏi có xài phân hữu cơ. Dạ. Ngoài cái phân đó hai loại phân đó rồi mình có phun thuốc như sầu riêng nó có bệnh gì chú? Chủ yếu là sầu riêng là ví dụ mình chăm sóc thì lá thì chủ yếu là ví dụ mình phun thuốc mỗi lúc nó ra đọt thì mình chuẩn bị mình phun thuốc. Dạ. Phun khoảng 2 lần thôi. Dạ. Thì nó lá nó hơi dày già rồi thì thổi. Dạ. Cái bệnh nó thì vậy chủ yếu là cái kia sầu riêng là xì mũ. Xì mũ. Nhưng mà cái dạng xì mũ đó là cái nước nhiều á. Chứ cây sầu riêng này nó không hầu như nó không có thích nước nhiều á. À không thích nước nhiều hả chú? Nếu mà nước ít thì cây sầu riêng nó to phát hơn. Dạ. Và nước nhiều quá thường nó ngập với cái rễ dạ. nó làm thúi rễ. Thúi rễ dạ. Đầu từ nó còn như cái cây chứ còn nước mà hơi vừa đủ tưới cho nó thôi. Dạ. Còn phân nói chung á mình đi thì nó không có nhiều. Ví dụ mình gãy nhiều dư đạm thì nó cũng xì ngủ nữa. Dạ. Nhưng mà mình gãy tới thôi, ví dụ tới đợt đọt thì mình gãy ví dụ một cây khoảng 7 năm mình gãy khoảng nửa ký hơn nửa ký được rồi. Dạ. Hữu cơ á lâu lâu á. Dạ. Nếu còn mình không có xuyên suốt mình làm phân quá nó ngoài, dư quá. Nó dạ. Không, ngoài ngoài cái bệnh xì mũ ra nó có bị sâu rầy không chú? Thì sâu rầy đó thì ví dụ lúc mình xịt ra đọt đó. Dạ. Lúc mà mới ra đọt đó là lúc đó mình xịt á. Dạ. Lú đọt đó. À đọt non ở trên ha. Đọt non trên mình giờ mình thấy mà nó lú đọt đó mình xịt. Xịt khoảng 2 lần thôi thì 2 lần là bỏ rồi. Dạ. Thằng này nó có riệp sáp bọ trĩ rồi rõ không chú? Cái đó thì nó lâu lâu ví dụ trong trái nó mới có chứ. Dạ. Tại mình xịt từ đó giờ chú làm chú chỉ mua phân thuốc dạ. Thuốc mình xịt thôi chứ còn dạng cái đó là trong trái riệp sáp bọ trĩ rồi dạ. Trái
ngoài ngoài sâu rồi xì mũ rồi với một số như điệp sáp bò trĩ nó cũng không có. Thứ hai nữa là nó có bệnh trái lá đốm lá vàng lá gì không chú? Sầu riêng này nè. Cái đó bệnh trái lá vàng lá là tùy theo kích lắm, ví dụ dạ. Mấy những cái cây sầu riêng nó cái vào lỗi đó cũng dễ trị. Dạ. Mình ra mình mấy cái tiệm mấy nó bán mình xịt một lần hai lần là hết rồi. Dạ. Cái còn ví dụ như cái trái lá chủ yếu là cái đường rễ. Đường rễ ha. Dưỡng ăn tôi cái đường cái vườn sầu riêng nào kích thích rễ nhiều, dạ. Rễ nhiều là cái cây vườn nó con à. Dạ. Cũng như muốn cho cái cây sầu riêng lá mà nó đen, nó không được nó không có vàng như ấy thì chủ yếu là chăm sóc đường rễ. Dạ. Rễ mạnh hơn là cây sầu riêng nó rất là cái lá nó rất là đen. Dạ. Dạ cây sầu riêng thật ra cũng dễ trồng hả chú? Dễ trồng lắm, nó dạng dụng nó tính ra mà người ta nói năm xưa mấy ông bà cụ nói mà lớn như gòn á thì cây sầu riêng như vậy. Dạ. Là trầm một năm đầu hai năm đầu nó không thấy lớn. Dạ. Nhưng phải khoảng chừng năm thứ ba trở lên á thì cây sầu riêng giờ thấy mắt mắt lắm. Dạ. Hai tháng nó ra đọt một lần là nó bung ra nó lớn. Dạ. Nó đẹp lắm. Vậy là con cứ nghĩ là cây sầu riêng với cái cây thanh long là cái cây đó khó trồng, và đặc biệt cây sầu riêng là quy trình trồng nó còn khó hơn nữa. Đâu có khó gì đâu. Vậy, nó, dạ. Nó cũng nếu mà biết trồng trồng mà mình chăm sóc là nó dễ lắm. Dạ. Chứ không có gì khó sao. Dạ, như chú là... ba cho hỏi cây sầu riêng mình nó mùa thuận với mùa nghịch là xử lý là sao chú? Mùa thuận là thường thường nó ở tháng mấy chú? Mùa thuận là nói chung là ví dụ ấy khoảng cỡ gần tháng 10, hơn tháng 10 là cuối tháng 10 đó là mùa thuận. Là nó ra bông. Như cái này là chú ba cho hỏi này là thuận hay nghịch đây chú? Cái này là xử lý cũng như thuận nhưng mà thuận sớm. Thuận sớm. Thuận sớm cũng như cái dạng này là nó xả nhị là nước trước thuận khoảng tháng mấy hay tháng này tháng mấy rồi. Dạ. Cũng như thuận nhưng mà thuận sớm. Dạ. Còn cái cách xử lý mùa nghịch lại làm sao chú? Cái cách xử lý mùa nghịch là chủ yếu cũng đơn giản thôi chứ nghĩa hay mình xịt thuốc tạo mầm được cái hết rồi xong thôi đồng hoàng hai ba lần đó bắt đầu mình đậy mũ. À đậy mũ, có cắt nước đậy mũ cho không cho nước phải không? Cắt nước. Nước có nghĩa là vườn nào thuận thì khoảng bao lâu chú? Cắt nước khoảng bao lâu? Cắt nước đậy mũ khoảng bao lâu mới? Cắt nước cho cắt nước nói chung là giữ nước và đừng cho nó ngập lên là bạn dạ. Nào tốt nãy là tới chừng đó nó ra bông luôn. Dạ, còn đậy mũ bao lâu chú? Mình đẩy mũ khoảng chừng tháng mấy. Dạ. Rồi riêng cái cây sầu riêng con thấy có cái hệ thống nước này là chú tưới tự động hay gì? Cái này là tưới tự động cũng như mình gác cơ một chỗ á. Dạ. Là dưới đây nó bơm trực tiếp đây. Ừ. Có vòi, có cái góc con thấy người ta để ba bét, còn cái này của chú là để hai bét. Hai bét có nhiều khi những cái dạng ví dụ thấy nó phun ra ngoài gác về thôi còn dạ. Thêm bét. Chơi vậy nó tiện khỏe ha chú. Ừ. Như chú ba cho hỏi như cái búp mà nó vừa cỡ này là nó khoảng nó nở ra được bao nhiêu ngày rồi chú? Ra bông bao nhiêu ngày rồi? Cái này hả? Dạ. Cái này là nó khoan ra bông khoảng cỡ một tháng rồi. Dạ. Một tháng nữa cỡ này hơn cái này. Một tháng hơn tháng. Dạ. Còn như nó chú phụ thụ phấn là ghi là sao chú? Thụ phấn là ví dụ như mình lấy mình cái mình đâu chú chỉ cho bà con coi luôn chú. Mấy cái chỗ lông hoặc là mấy cái bông cỏ đó. Dạ. Cái mình quét tay quét không quét lên như vậy nè, quét là này, chú quét ở trên cái nhị này đó hả? Cho nó dính hả chú? Nở cái mình quét lại cũng như nhận cho cái phấn này nó đi qua. Là đi. Chú lấy từ cái này phải không? Không phải, mình quét về thôi, mình quét nhưng mà trên cao á mình chỉ quét qua dạ. Chẳng bên đây nó truyền qua bông bên kia thôi. Quét từ đây rồi nó quét qua đây quét bên này quét bên kia thôi, bên này truyền qua bên kia. Dạ. Ngày xưa thì nói chung nó có ong nhiều. Nếu những vùng nào người ta nuôi ong á nhiều á thì tự động quan hợp thụ phấn ha. Tự động nó ong nó còn vợ ong nó không có nữa. Dạ. Người mình phải quét cho tiếp sức cho nó thêm vậy thôi. Thụ phấn thì chưa cho mục đích là cho nó đậu trái hả chú? Thụ phấn là chủ yếu là cho nó cái trái nó tròn thôi chứ còn đa số đậu là phân thuốc hoặc là cây sầu riêng cái sức của nó đậu. Dạ. Chứ còn dù thấy thụ phấn cũng nó cũng có tác dụng dạ. Vậy. Như một cái chùm này nó nhiều là thí dụ nó ra 10 trái thì mình mới có tỉa bớt không chú? Tỉa bớt chứ. À. Ngày bắt đầu nó ra là mình phải để chừng một trái à. Dạ để một trái. Trái. Nguyên một chùm mà để một trái. Để một là trái. Nó một chùm nó quy tắc là bông nó ra chùm không hả chú? Nó ra chùm không vậy đó, nó ra chùm vậy. Dạ. Bắt đầu mà từ ngày mà thu phấn tới ngày mà nó ra trái rồi tới ngày mình thu hoạch là khoảng bao lâu chú? Nó khoảng cỡ ví dụ cái mỗng con là khoảng 3 tháng 10 bữa hoặc 3 tháng rưỡi còn cái sáo khoảng 3 tháng. Dạ. Là 2 tháng 10 bữa nữa 3 tháng. Dạ. Thì thu hoạch rồi. Mỗi hiện tại mình ở quê hương Cái Lậy mình trồng có bao nhiêu loại sầu riêng chú? Chủ yếu là hai loại sầu riêng, ghi sáo với mỏng thon là nhiều. Mỏng thon. Mỏng thon với ghi sáo là nhiều. Dạ. Còn những giọn chuồng bò hoặc là những cái giống mới bây giờ thì thấy chưa phát triển không? Dạ. Chủ yếu là ghi sáo mỏng thon. Cái giá thị trường mà vô mùa thuận mùa nghịch thấy ổn định không chú? Cái giá nói chung là mấy năm trước thì mùa dịch thì
cái giá sầu riêng món thon này nó cao hơn cái dĩa sáo khoảng cỡ 15.000 hoặc 20.000 ký. Nhưng mà từ hôm mở cửa tới nay thì thấy bà con chồng sớm người ta bán thì cái giá rất là cao. Dạ dạ. Từ giá 70 mấy trở lên không à, 70, dạ. 75.000 trở lên 80.000. Dạ. Hiện tại thì hiện tại bữa nay là ngày 22, hình như 22 tháng 11 thôi chú. 22 tháng 11 âm lịch luôn. 22 tháng 11 năm 2022 là hiện tại giá thị trường mình giờ là khoảng bao nhiêu chú, mình ước lượng thôi. Nếu mà ấy ước lượng khoảng cỡ hôm qua ông kia bán là 76.000 đó. Dạ. 76.000 một con đó. Dạ. Còn không con mua cái trái mà nhỏ xíu mà nó cong eo eo 120 mấy ngàn mà nhỏ xíu vậy nè, có một ký mấy hà. Là cái lái người ta bán ở dưới Mỹ Tho á. Cái đó là có nó trái chút xíu mà nó cong vòng mà nhìn trái sầu riêng mắc cỡ nó có bao không muốn. Cái đó lỗi á. Mua cái trái những cái trái đó thì nó không có hột nhiều. Dạ. Cái sầu riêng phải tròn ha. Dạ. Tròn này kia rồi khui ra thì 11-14 cái hột nó nhiều. Dạ. Chất lượng cũng ngon đó. Còn cái trái mà nó hay hèo hèo đép đép thì cái múa nó không có bằng cái trái tròn. Dạ. Thường thường đây là quy trình xịt thuốc mà với xịt thuốc chú biết những cái tên thuốc không chú? Nói chung là mua ra tiệm thuốc rồi chú mua nói ví dụ cái dạng mình xịt thời điểm nào ngày kia rồi dạ. Mua thuốc nó bán chứ chú không nhớ tên dạ. Nữa. Tại chú biết sao không? Tại quê hương Ca Lậy mình là truyền thống là trồng sầu riêng rồi, và một số như Bình Thuận đồ đó một tỉnh đó này ta có những tiệm bao thuốc thì vật á. Ừ. Thì những cái người bán đó họ như là bác sĩ về chuyên về cây sầu riêng á, cho nên mình ra mà nói triệu chứng là họ bán ngay liền à. Dạ. Ngoài cái người đó người ta ra to để mình phun thì mình có những cái kinh nghiệm nào thêm đó, chắc cũng mình áp dụng theo cái bảo vệ thực vật hả chú? Ừ, thì dạ. Cái bảo vệ thực vật hướng dẫn của những kỹ sư mà người ta bán thuốc hoặc là này kia dạ. Chiên sầu riêng đó. Dạ, cho nên bà con cũng biết là tại những cái vùng miền trồng những cái cây đặc trưng ở vùng miền theo quy hoạch nha bà con. Còn những bà con nào mà chưa mà biết á thì bà con có thể xem qua video này liên hệ với kênh, gì có gì kênh sẽ hỗ trợ thêm về cái kỹ thuật là nhờ những chú nha, những chú những người nhà vườn như chú Ba này nè, ta có kinh nghiệm. Tại vì bà con biết mỗi cây trồng là mỗi loại phân thuốc khác nhau, bệnh khác nhau, cho nên cái cách chăm sóc khác nhau nữa, cho nên là nếu bà con là chưa biết thì bà con có liên hệ. Rồi thôi bữa nay con cũng ngắn gọn xin cảm ơn chú Ba rất là nhiều. Chú Ba đã chia sẻ cho bà con biết thêm cái cách trồng sầu riêng, thứ nhất là giãn cách cây nè, rồi cái một số cái kỹ thuật, rồi phân thuốc, rồi sâu rầy bệnh, và cách xử lý thụ phấn, rồi thời gian và cho trái, rồi giá bán thị trường. Rất là cảm ơn chú Ba nhiều nha. Thôi cũng thay mặt kênh xin cảm ơn chú Ba, chúc chú Ba nhiều sức khỏe và có một cái vườn sầu riêng được mùa nè, được giá luôn nè. Dạ. Rồi con cảm ơn chú Ba nha. Rồi.